Bạn nha, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thâu một túc cần để x 10, x 100 và x 1000 trong tương lai nha các bạn. Thì mình sẽ thâu con túc cần này có tên là Safimax các bạn. Đây là lộ trình của nó nè, trong web của nó nè các bạn. Hiện tại nó có lượng vô đinh giao dịch là 5202 đô nữa các bạn. Đã có 117,132 trader hold coin nè các bạn. To liquid max cap nè các bạn. Thì hiện tại con này nó có trên con market cap và dưới giá là 0 chấm. Phan phan các bạn, để mình chờ lại các bạn. Hiện tại con này nó đang trong chương trình đang phát triển, đang tăng giá nha các bạn. Thì mình khuyên các bạn nên bỏ ra một khoảng 10 đô, 20 đô gì các bạn thâu con này các bạn. Hiện tại nó với giá là 0.24612 âm 12 âm 6 số 0 nha các bạn. Thì để thâu con này thì các bạn click phần link mô tả của mình, các bạn copy con chắc của nó các bạn. Sau khi copy con chắc của nó xong thì các bạn mở với chocolate của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục dash nè các bạn. Vì hiện tại những dự án thâu coin nên rất là lãi cao nên anh em rất là thích, nên mình sẽ tìm những dự án thâu coin cho tất cả anh em nha. Các bạn bỏ ra một chút vốn rồi bạn để đó thâu coin nha các bạn. Sau khi các bạn mở dưới chocolate, các bạn connect với mở chọn mạng BB Smart Chain trên đây nè các bạn. Rồi thì con chắc mình cũng để dưới phần link mô tả các bạn. Các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Bạn dán con chắc vào các bạn. Vào đây nè. Rồi bạn dán vào. Thì các bạn bấm vào ADD các bạn, add con chắc Safimax vào các bạn. Sau khi bấm dán vào Safimax, các bạn bấm mũi tên chọn lại nè. Các bạn chọn dòng pha pha các bạn. Chọn chọn lại nè. Các bạn chọn như đây là Safimax các bạn. Các bạn gõ tên em của nó là nó ra các bạn. Tại vì mình đã con chắc của nó rồi. Sau này con này mà nó sẽ X10 hoặc X con này sẽ X50, 20 gì, mình sẽ làm cái video thông báo cho các bạn xã nha các bạn. Các bạn ghi là Safimax các bạn. Thì ở đây số lượng bạn muốn mua bao nhiêu WinB thì các bạn mua các bạn. Mình thì mua 0 chấm. Có khoảng 12 đô. Mình mua khoảng 10 đô các bạn. 0.018. Là mình tổng cộng nhận được là 96.500 tóc cằn Safimax nè bạn. Bạn gì bấm swap thôi nha bạn. Rồi các bạn swap phía ra là 0. Phía ra phía mạng rất là rẻ bạn, cứ khoảng 0.01 đô ạ. Chấp thuận luôn các bạn. Cứ khoảng 7,2 đô chẳng 1 đô thôi. Sau khi swap xong bạn bấm cờ lớp nè. Thì smart contract đó các bạn. Rồi các bạn gì mà đã giao dịch thành công các bạn, thì các bạn trở qua với chocolate của mình nha các bạn. Thì các bạn mở ra địa chỉ gương BB Smart Chain của mình ra, mình đã coi mình đã nhận được tóc cần chưa các bạn. Ok. Mình đã nhận được 92.000 khoảng 11 đô nha các bạn. Hiện tại con này đang trong chương trình tăng trưởng này các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim tóc cần Safimax đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình, và mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo của mình.